Dấu hiệu bị nhiễm mụn rột vùng kín lần đầu ở nam giới. Đầu tiên, nam giới sẽ có cảm giác nóng rát, châm chích hoặc ngứa ngang ở bộ phận bị ảnh hưởng của mụn rột vùng kín, chủ yếu ngứa rang ở quy đầu, rãnh cậu nhỏ, lỗ niệu đạo, phần thân cậu nhỏ và có thể lây lan tới cả bìu, đùi, mông. Ngay sau đó sẽ xuất hiện 3-10 nhóm sẩn đỏ trên nền ban đỏ kèm theo ngứa và nhanh chóng biến thành nhiều mụn nước, cũng có thể biến thành mụn mủ. Các triệu chứng giai đoạn tiến triển của mụn rột vùng kín là cảm giác nóng rát cục bộ, ngứa, đau rõ ràng và có thể bị khó tiểu, tiểu bút rát và đi lại khó khăn. Các triệu chứng toàn thân. Một số bệnh nhân mắc mụn rột vùng kín có các triệu chứng nghiêm trọng ở lần tấn công đầu tiên. Mụn nước thường đi kèm với các triệu chứng toàn thân như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, nổi hạch bẹn. Ở giai đoạn nặng, các nốt mụn rột sẽ vỡ ra, tạo thành những vết loét, vết trật, đau đớn vã rỉ dịch, mủ, bệnh nhân đau đớn nhiều. Tuy nhiên sau khoảng 5 ngày đến 2 tuần, các vết loét mụn rột gây ra sẽ tự khô, đóng vảy, để lại sẹo thâm. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bệnh đã khỏi mà chúng tấn công khi ẩn nấp thì ở các dây thần kinh, có thể bùng phát lại ở bất kỳ thời điểm nào.